Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đưa 28 thuyền viên bị nạn ở Trường Sa vào bờ an toàn. Đắk Nông bắt nguyên phó giám đốc công ty lâm nghiệp Gia Nghĩa để mất rừng. Tai nạn giao thông trên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, 6 người thương vong. Hà Nội, cứu sống bé gái suy gan cấp đã được gia đình xin về. Vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4, tại trạm kiểm soát biên phòng đồn biên phòng Cà Ná, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận 28 thuyền viên ở tỉnh Quảng Ngãi bị nạn khi đánh bắt hải sản trên vùng biển đảo Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa vào bờ. Trước đó, tàu cá hiệu QNG95302TS công suất 444 mã lực của ông Quỳnh Minh Dũng ở Bình Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, cùng 28 thuyền viên xuất bến tại cửa Sa Cần Bình Thạnh đi khai thác hải sản tại vùng biển đảo Đá Lát. Đến 22 giờ ngày 29 tháng 3, tàu của ông đang neo đậu trú gió cách đảo Đá Lát khoảng 1 hải lý thì bị gió lốc đánh lôi tàu vào rạn đá đập vỡ dẫn đến chìm tàu. Hoảng sợ, nhiều thuyền viên phải nhảy xuống biển. Đúng lúc đó, tàu cá hiệu NT90202TS công suất 400 mã lực của ông Trần Văn Hùng, sinh năm 1968, ở thôn Lạc Tân 1, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, hành nghề câu gần đó, thấy và đến cứu. Đồng thời gọi thêm tàu cá hiệu NT90397TS của ông Bạch Giang Giỏi, sinh năm 1970, và tàu hiệu NT90738TS của ông Nguyễn Bá Công, sinh năm 1976, cùng ở địa phương đang đi đánh bắt chung tại khu vực trên, về nơi bị nạn để phụ giúp chở các thuyền viên về. Đến 9 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4, cả ba tàu cứu hộ của Ninh Thuận đã đưa 28 thuyền viên về tới cảng Cà Ná an toàn. Trên tàu em đi 5 thuyền viên là một cán bộ viên của chi cục. Câu cá chơi gần đó thấy tàu gặp nạn hai chiếc vô thì em là tiếng động viên mấy anh em kéo neo tới giúp được một chiếc. Theo các thuyền viên bị nạn, khi bị gió lốc đánh thì tàu đã chìm không thể trục vớt. Toàn bộ tài sản gồm 11 thùng dầu, hơn 8 tấn mực khô đang phơi bị mất, hư hỏng hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Chiều 3 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Quốc Đính, nguyên phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gia Nghĩa, kiêm giám đốc xí nghiệp lâm nghiệp Nghĩa Tính để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về quản lý rừng. Vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014, dưới vai trò là phó giám đốc công ty kiêm giám đốc xí nghiệp lâm nghiệp Nghĩa Tính, Phạm Quốc Đính đã ký giao khoán cho 65 hộ dân với tổng diện tích 159 hectare để trồng rừng, trong khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả khám nghiệm hiện trường vào tháng 9 năm 2016 cho thấy, trên diện tích 25,7858 hectare là rừng tự nhiên của 15 hộ nhận khoán, có 25,075 hectare bị phá trái phép, tổng giá trị thiệt hại là hơn 2,8 tỷ đồng. Đến 4 giờ sáng ngày 4 tháng 4, ngọn lửa vẫn đang bùng cháy dữ dội và lực lượng phòng cháy chữa cháy Đồng Nai vẫn đang tiếp nước và dập lửa tại vụ cháy xưởng gỗ thuộc khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy từ xưởng gỗ của anh Hoàng Anh Thắng tại khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Sau đó lan nhanh và bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức mọi người hô hoán dập lửa nhưng bất thành, do phía trong xưởng chứa nhiều gỗ thành phẩm nên ngọn lửa bốc cháy quá lớn. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Đồng Nai đã điều động 3 xe cứu hỏa và gần 20 chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày thì ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt, do đường vào xưởng gỗ này quá nhỏ, lại chỉ có thể tiếp cận hiện trường từ một phía nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Nhiều người đã lao vào cứu tài sản nhưng cũng không được bao nhiêu. Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn xưởng gỗ rộng khoảng 300 mét vuông với nhiều gỗ thành phẩm. Thiệt hại ước tính đã lên tới hàng tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Chiều 3 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cùng tổ giám sát đã có buổi họp với khoảng 30 hộ dân sống quanh khu vực nhà máy giấy Li-Emen để thông báo một số kết quả giám sát nhà máy. Tham dự có đại diện nhà máy giấy Li-Emen và lãnh đạo thị trấn Mái Dầm. Tại buổi đối thoại, ông Trần Phong, Cục trưởng Cục Môi trường miền Nam thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã thông tin một số vấn đề mà người dân đang quan tâm về bụi phát sinh từ hai khâu, đó là kho chứa than đá do phần trên máy với phần thân hở ra, nên khi có gió to bụi bị cuốn ra ngoài, nên đã đề nghị nhà máy tuần sau lắp đặt một hệ thống lưới để che toàn bộ khu vực nhà này, và nhà máy cam kết trong tuần sau sẽ xong. Cái thứ hai là bụi phát sinh do quá trình thi công xe chạy thì yêu cầu nhà máy phun nước ở những khu vực có xe chạy thi công.
Về tiếng ồn thì hiện nay đo trong khu dân cư thì đạt trong quy chuẩn tiếng ồn. Tuy nhiên vẫn còn có hai khâu cần phải khắc phục thêm, đó là khu nước giải nhiệt làm mát thuộc hệ thống nhà máy nhiệt điện. Thì nhà máy cũng đã đặt các tấm chắn để che toàn bộ tường của hệ thống nước giải nhiệt. Sau khi lắp xong sẽ không còn tiếng rì rào của nước. Riêng tại khu vực tiếp giáp với rạch máy dầm thì cũng đề nghị công ty nâng cao hệ thống che. Vấn đề người dân quan tâm nhất là mùi hôi. Theo ghi nhận của tổ giám sát, có 4 khu vực từ nhà máy phát ra mùi hôi. Hiện phía công ty đã cô lập được 3 khu vực. Khu vực còn lại sẽ được khắc phục bằng việc xây dựng hệ thống nhà kính và máy khử mùi ozone. Theo một số chuyên gia, nếu việc áp giá sàn trở thành hiện thực sẽ làm triệt tiêu sự cạnh tranh lành mạnh giữa các hãng hàng không trong kinh tế thị trường, hạn chế quyền lợi của người tiêu dùng và hạn chế lựa chọn phương thức vận tải. Việc áp giá sàn vé máy bay là không có cơ sở, trái với luật cạnh tranh và luật giá cả, ghi nhận của phóng viên trong ngày 4 tháng 3. Mới đây, thông tin một hãng hàng không đề xuất việc áp giá sàn vé máy bay là mức giá thấp nhất trên các đường bay nội địa. Và theo tính toán của hãng đề xuất, thì giá sàn cho 5 nhóm đường bay nội địa dao động từ 29 tới 34% giá trần. Trong đó, đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh giá thấp nhất là 1.100.000 đến 1.500.000 đồng một chiều. Đề xuất này đã gặp phải ý kiến phản đối từ phía người tiêu dùng, bởi lẽ nếu đề xuất thành thực tế, hành khách sẽ không có cơ hội mua được vé máy bay giá rẻ. Theo mình thì khi mà áp giá sàn thì sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng và nó sẽ làm giảm cái tính cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp hàng không. Và theo như mình biết thì cũng rất nhiều quốc gia trên thế giới là họ cũng không quy định cái giá sàn cho mỗi vé máy bay. Này là nó bất hợp lý, bởi vì cũng như các hãng taxi chúng tôi đấy, thì khi mà cái kinh tế thị trường đưa ra thì chúng tôi áp dụng một cái chế độ giá linh hoạt tùy theo cái sự tiết kiệm và cái sự điều hành của từng cái công ty, thì đưa ra cái chế độ chính sách giá minh bạch và linh hoạt của từng cái công ty taxi. Thế nhưng mà bây giờ mà áp dụng cái chính sách này thì chúng tôi thấy rằng là nó không hợp lý một tí nào cả. Theo các chuyên gia kinh tế, việc áp giá sàn vé máy bay sẽ triệt tiêu sự cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế thị trường. Thực tế, việc áp giá sàn dù dưới hình thức nào cũng đi ngược quy định của luật cạnh tranh năm 2014, hơn nữa lại không phù hợp với thông lệ quốc tế. Hiện không còn nước nào quy định giá sàn dịch vụ vận chuyển hàng không. Dầu dừa vốn được sử dụng như một loại thần dược trong công cuộc làm đẹp của chị em phụ nữ, nhiều người không ngại uống hàng ngày để phục vụ cho quá trình giảm cân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sự lạm dụng này dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt là nguy cơ xơ vữa động mạch. Trên hầu hết các diễn đàn, dầu dừa được phái đẹp chia sẻ như một loại thần dược giảm béo với chi phí hợp lý. Thế nhưng, sử dụng như thế nào và liều lượng bao nhiêu là thích hợp lại ít được quan tâm. Dầu dừa có tỷ lệ chất béo bão hòa cao hơn các loại bở động vật. Việc sử dụng dầu dừa không đúng cách có thể dẫn đến tình trạng xơ vữa động mạch. Bởi vì trong dầu dừa đó nó có các thành phần chất béo. Các chất béo này người ta đo đó thì người ta thấy rằng nó còn cao hơn cái chất béo động vật nữa. Cũng như trong nó tiềm ẩn một vài cái thành phần khác mà khi chúng ta sử dụng lâu dài nó tích lũy lại và nó sẽ làm cho gây ra những cái mảng xơ vữa hoặc nó tạo ra những cái huyết khối ở trong thành của động mạch. Nó làm cho ảnh hưởng tới cái tuần hoàn trong cơ thể, trong đó có tuần hoàn đến nuôi cơ tim. Thì vẫn chưa có những nghiên cứu rõ ràng nào về công dụng của loại dầu này. Đặc biệt, nhiều người có thói quen dùng dầu dừa thay thế cho dầu ăn hoặc các loại dầu thực vật khác. Tuy nhiên, vấn đề này cũng cần cân nhắc liều lượng cho phù hợp, tránh dùng quá thường xuyên trong ăn uống hàng ngày. Vì loại dầu này có thể sản sinh các chất gây tăng mỡ máu, chuyển hóa lipid. Tiếp theo chương trình là những thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 4, tại km 39+500, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm một người chết và 5 người bị thương. Theo thông tin từ Công an tỉnh, xe ô tô khách biển số 24B00656 do Nguyễn Thế Anh, ngụ tỉnh Lào Cai điều khiển đi hướng Hà Nội - Lào Cai, đã va chạm với xe tải biển số 29C41755, kéo theo rơ móc biến số 29R02371, do Bùi Văn Hảo, ngụ tại tỉnh Ninh Bình điều khiển cùng chiều. Vụ va chạm đã làm một người chết, 5 người bị thương, rất may 33 người khác trên xe vẫn an toàn. Riêng xe ô tô khách bị hư hỏng nặng. Được biết, nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, ngụ tại Hà Nội. 5 người bị thương gồm 2 phụ lái xe khách và 3 hành khách trên xe. Trong số 5 người bị thương có 1 người bị gãy chân, 4 người bị thương phần mềm. Cụ thể, 3 người đang được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và 2 người được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Thì các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Ngày 4 tháng 4, Công an quận Thủ Đức cho biết vừa bắt giữ và điều tra một nữ đối tượng được cho là thủ phạm gây ra cái chết của một tài xế taxi Vinasun gây xôn xao dư luận thời gian qua. Thủ đoạn của đối tượng này là bắt xe ôm hoặc taxi chở đi, gà gẫm rủ đi nhậu rồi lợi dụng bỏ thuốc ngủ khiến cho tài xế bất tỉnh để chiếm đoạt tài sản. Được biết, tính đến nay, đối tượng này đã gây ra gần 20 phi vụ với thủ đoạn trên. Đối tượng gây án là Phan Thị Kim Loan, ngụ tại Gò Pháp, thành phố Hồ Chí Minh. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 26 tháng 3, đối tượng Loan cùng một đối tượng nữ khác đi bộ từ khu vực ngã tư ga quận 12 để tìm con mồi. Đến đường Nguyễn Quanh thì Loan gặp anh H, ngụ quận Gò Pháp, là tài xế taxi hãng Vinasun đang chờ đón trả khách. Loan yêu cầu anh H trở về Thủ Đức và đối tượng nữ còn lại bỏ đi chỗ khác. Trên đường đi, Loan rủ anh H đi mua bia để nhậu. Sau đó, Loan chỉ cho anh H chạy lòng vòng nhằm tìm đoạn đường vắng thuận tiện ra tay. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, Loan chỉ anh H chạy vào một con hẻm tối trên đường Phú Châu, quận Thủ Đức và ngồi nhậu trong xe. Trong lúc uống bia, đối tượng này lợi dụng lúc anh H không để ý đã bỏ thuốc ngủ vào lon bia. Sau đó, đối tượng Loan lục túi quần lấy đi 1,2 triệu đồng và một điện thoại Nokia N22 bỏ SIM lại rồi tẩu thoát. Đến chiều cùng ngày, người dân xung quanh phát hiện anh H nằm thoi thóp trong xe nên đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua điều tra, đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, Công an quận Thủ Đức xác định được thủ phạm và ập vào phòng trọ bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng Loan khai nhận từng gây ra 20 phi vụ với thủ đoạn tương tự. Ngày 3 tháng 4, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiến hành lấy lời khai nạn nhân, nhân chứng và triệu tập các đối tượng có liên quan trong vụ việc một thiếu nữ bị hàng chục đối tượng hành hung dã man, gây thương tích nặng do tố giác tội phạm. Nạn nhân trong vụ việc này là Nguyễn Thị Ngọc Trúc, 16 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vào tối ngày 30 tháng 3, Ngọc Trúc đang ở một quán trà sữa trên đường Ni Sư Quỳnh Liên, quận Tân Bình thì bất ngờ có khoảng 20 đối tượng xông vào đập phá quán. Một số đối tượng dùng dao lao vào đâm chém Trúc. Những người đứng ra can ngăn cũng bị hành hung. Ngọc Trúc bị thương khá nặng với vết thương chằng chịt ở vùng chân, đầu, ngực, riêng lỗ tai bị tổn thương gần như đứt lìa. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu sau đó tại bệnh viện Chợ Rẫy. Sáng 3 tháng 4, Trúc tiếp tục được đưa vào phòng mổ để phẫu thuật vùng đầu. Theo lời kể của Trúc, nguyên nhân có thể là do Trúc đứng ra tố cáo một nhóm người trộm xe của bạn mình và đã bị nhóm người này đe dọa dằn mặt. Cũng liên quan đến vụ việc, mẹ của em Trúc, bà Nguyễn Thị Xuân Anh liên tục nhận được đề nghị từ phía gia đình của kẻ hành hung Trúc muốn bồi thường 10 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Anh không đồng ý và đã liên hệ luật sư Nguyễn Trí Đức, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nhờ ủy quyền pháp lý. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Thời gian gần đây, nhiều hộ dân sống tại khu vực huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vô cùng hoang mang khi có nhiều đối tượng lạ mặt lân la trò chuyện, rồi trong khoảng thời gian ngắn đã lấy mất tài sản là số tiền vàng không nhỏ của người dân nơi đây. Những vụ thôi miên, xúi dục để chiếm đoạt tài sản gần đây xảy ra vô cùng nhiều tại Hậu Giang, gây hoang mang trong một bộ phận người dân. Theo ghi nhận, có khá nhiều nạn nhân ở huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho rằng mình bị người đối diện thôi miên, sau đó lấy tiền, tài sản có giá trị trên người. Tất cả các nạn nhân đều cho biết, các đối tượng trên đều cố tình tiếp cận các nạn nhân, rồi trò chuyện về hoàn cảnh gia đình, hỏi đường đi. Rồi sau đó, các nạn nhân không còn biết mình đang làm gì, và đưa tiền, vàng, tư trang cho những người lạ mặt một cách dễ dãi và không chút nghi ngờ. Được biết, các đối tượng thực hiện hành vi này đa số nhắm vào các gia đình có người lớn tuổi, nhưng con cái không có ở nhà thường xuyên và có đeo hoặc giữ các tài sản giá trị. Việc chiếm đoạt tài sản theo hình thức này đã khiến nhiều gia đình nạn nhân đến nay vẫn còn hoang mang. Bên cạnh đó, cũng không ít người biết và đề phòng hành vi này, nhưng khi rơi vào bẫy thì không thể tự thoát ra để cứu lấy mình. Không xác định là thôi miên hay không thôi miên, nhưng mà trong cái tiếng nói của nó là làm như cái đầu óc của tôi là quá tuyệt tinh. Có nghĩa là không có còn nghĩ bất cứ cái chuyện gì hết trơn, cho nó từ cái chỗ đó vậy tôi mới lấy tiền đưa. Cái vỗ vai rủ bà đi chơi với tôi, tôi ra đi đâu. Rồi cái vỗ tới lưu hoài, cái nắm tay kéo hai lần, ba lần lên xe. Kéo hai lần trước không đi, lần sau rồi bả vỗ vai bả kéo đi. Thì người ta nói gì thì tôi nghe vậy, chứ giờ tôi cũng không biết hết trơn, mà tỉnh lại tôi phải biết đường về nhà. Hiện tại, các vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đây là lời cảnh báo cho người dân nên cảnh giác và thận trọng hơn khi tiếp xúc với người lạ mặt để tránh tình trạng phức tạp như trên là tiếp diễn. Sáng 3 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử 4 bị cáo trong vụ án lật tàu du lịch Thảo Dân 2 trên sông Hàn vào tối 4 tháng 6 năm 2016, làm 3 người chết, 4 người bị thương. Các bị cáo là Lê Công Chí, 42 tuổi, lái tàu, Võ Quốc Hùng, 45 tuổi, chủ tàu, Nguyễn Ngọc Quân, 36 tuổi, nhân viên của tàu, và Lê Sáu, 42 tuổi, nguyên giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng. Theo cáo trạng, vào tối 4 tháng 6,
Tàu Thảo Dân 2 do bị cáo Lê Công Chí, 42 tuổi, đã chở quá số người quy định là 23 người, trong khi đó tải trọng cho phép chỉ được chở 28 người. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày, 3 và 4 tháng 4. Cuối cùng là một vấn đề hôm nay. Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức Hà Nội vừa thực hiện thành công một ca ghép gan phức tạp từ nguồn gan của bố ruột cho con gái. Đây là một ca ghép đặc biệt nhất từ trước đến nay trong số 36 ca ghép gan được thực hiện thành công tại bệnh viện này. Sau năm ngày được ghép gan, bệnh nhi Trương Thị Phương Mai, 15 tuổi ở Thanh Hóa, đã được rút ống nội khí quản, tỉnh táo và có thể ăn uống nhẹ. Còn anh Dương Phan Tiến, người đã hiến một phần gan của mình để cứu sống con gái, sức khỏe cũng đã ổn định. Ca phẫu thuật thành công hoàn phục của tập thể bác sĩ Bệnh viện Việt Đức Hà Nội đã cứu sống bé gái bị suy gan cấp B với tiên lượng tử vong hơn 90%, khiến gia đình không khỏi bất ngờ. Thay mặt gia đình thì gia đình xin cảm ơn đã giúp đỡ gia đình và cứu sống cho trở lại với gia đình. Các bác sĩ cũng cho biết đây là một ca ghép gan phức tạp. Ngoài bệnh gan mãn tính, sơ gan, bệnh nhân còn có rối loạn đông máu, rối loạn chuyển hóa chống chỉ định phẫu thuật. Chính vì vậy, để quyết định ghép gan cho bệnh nhân, ekip phẫu thuật đã phải huy động gần 100 y bác sĩ tham gia với thời gian phẫu thuật hơn 9 giờ đồng hồ. Trường hợp ghép gan này là một trong những trường hợp mà tôi nghĩ là cực kỳ khó khăn. Bởi vì trong quá trình ghép thì chức năng phổi không tốt, trước đó thì đã bị nhiễm trùng. Và trong quá trình ghép thì cái mạch máu của cháu thì cũng dị dạng, cần phải sửa chữa, cần phải tạo hình mới có thể ghép được. Và đặc biệt là cái chức năng đông máu, khi mà cái chức năng của gan nó không tốt, không có cái sự đông máu tốt thì cái gan, cái khả năng mà nó bị chảy máu không cầm được là rất là cao. Cho nên là cái việc mà điều chỉnh về mặt thông khí, điều chỉnh về đông máu, điều chỉnh về tất cả các yếu tố trong khi mổ là hết sức là quan trọng. Theo đánh giá của các bác sĩ, hiện các chức năng gan của cả người hiến và người được ghép đều đã phục hồi. Được biết, toàn bộ chi phí phẫu thuật của ca ghép do Quỹ Thiện Tâm trao tặng. Có thể nói, ca phẫu thuật một lần nữa đã tạo được bước tiến mới trong chuyên ngành ghép tạng của các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, mở ra cơ hội sống cho nhiều người bệnh không may mắn. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017, tránh sai lầm khi chọn ngành nghề. Mặc lệnh cấm, người dân thản nhiên hút thuốc trong bệnh viện. Nghệ An, triệt phá đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng. Lâm Đồng, mất mùa điều và bài toán phát triển nông nghiệp.